Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm canh tí ngày này là ngày đinh sửu tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ canh tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thìn Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, giãn hạ thủy, ngày đinh sửu tức can sinh cho chi, có nghĩa là họ sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, giãn hạ thủy, kỷ tuổi, tân mùi, kỵ mùi thuộc hành thủy khác với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày sửu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi vài tuổi xung khác trong ngày tuổi tân mùi kỵ mùi tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa, xấu mọi việc, sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao vạn vong hay còn gọi là sao thổ kỵ, kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao tam tang, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao không phòng, kỵ về khứ cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này nhờ có tam hội phù trợ cho nên với bạn tuổi Tý hoàn thành tốt những công việc được giao, bạn mệnh là con giáp sáng tạo và thông minh, nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết nhiệm vụ. Ngoài ra, với bạn tuổi Tý còn có khả năng gắn kết tập thể khiến cho công việc của bạn tiến triển một cách thuận lợi hơn hạn so với những ngày bình thường. Thử thách cũng chính là cơ hội có thể xuất hiện ngay trước mắt bạn. Vì thế, với bạn tuổi Tý hãy nhanh chóng nắm bắt chớ nên trần trừ, do dự, quý nhân xuất hiện, phù trợ, khiến cho mọi công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn và trôi chảy hơn rất chi là nhiều. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý trong gia đình bạn đang tồn tại một vài mâu thuẫn không thể bỏ qua. Nếu vợ chồng có điều gì không hài lòng thì cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên giấu đi rồi cảm thấy khó chịu ở trong người về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc thuận lợi đạt được mục tiêu đã đề ra tử vi tuổi bính tý thuộc thủy thông minh tinh tế có khả năng gắn kết mọi người với nhau tử vi tuổi mậu tý thuộc họ, có cơ hội thăng tín hãy mạnh dạn để nắm bắt tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cần phải quyết đoán hơn chớ nên chần chừ do dự tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc vợ chồng mâu thuẫn nên nói rõ mọi chuyện với nhau và đánh giá của bà tử tí trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi Sửu rất dễ va chạm vậy quan lại xấu trong chính quyền bạn mệnh có thể bị vu oan cho những việc mà mình không làm hoặc là bị những người vốn không thân thiết với bạn hiểu lầm khi rơi vào hoàn cảnh này với bạn tự xỉu nên phải giữ bình tĩnh hết sức và tránh có những hành động bồng bột nông nổi bạn hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình là ai chỉ cần không làm việc trái với lương tâm mình thì rồi bạn sẽ được bình an minh oan mà thôi Ngày này với bà tuổi Sửu lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, cái điều này cho thấy với bà tuổi Sửu cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình và đừng có cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi chuyện mà đưa ra những quyết định độc đoán không quan tâm tới cảm xúc của người ta như vậy về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim dễ vướng phải những rắc rối với quan lại trong chính quyền tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy bị vu oan cho những việc mình không làm tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa hãy chứng minh giá trị của bản thân bằng hành động thực tế tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ bị người ngoài hiểu lầm tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ Sáu này: Sự nghiệp 3 sao, Tài lộc 4 sao, Sức khỏe 4 sao, Tình cảm 3 sao, Con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có thương quan giáng họa cho nên với bạn tuổi dần phải đối diện với nhiều rắc rối điều này có thể khiến cho bạn tuổi dần cảm thấy chán nản mệt mỏi và thậm chí đang có ý định buông xuôi những cảm xúc tiêu cực khiến cho công việc của bạn tuổi dần càng ngày càng khó hoàn thành hơn. Và khi rơi vào tình trạng quá căng thẳng, với bà tuổi dần, có thể để cho bản thân mình có một khoảng thời gian ngắn để được nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần. Đừng có vội bổ cuộc, bởi nếu như bạn bổ cuộc lúc này, thì mọi cố gắng của bạn trước đây đều đổ xuống sông xuống bể hết. Và xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi dần, ngày này lại là một ngày khá tốt lành để cho bạn thực hiện những công việc quan trọng. Tuy nhiên, riêng với việc động thổ, bạn mệnh nên chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình, tránh vướng vào những rắc rối. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy phải đối diện với nhiều rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa tinh thần tiêu cực, có ý định buông xuôi. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ không nên bỏ cuộc nếu không muốn công sức của mình đổ xuống sông xuống bể tử vi tuổi canh dần thuộc mộc công việc tín trị chậm chạp tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên thực hiện theo những kế hoạch mà mình đã định sẵn và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi mão á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và con cái của mình đang càng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Và bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái của mình không được như kỳ vọng mà mình đã đặt ra. Tuy nhiên, với bạn tuổi mão không nên nóng nảy áp đặt con cái của mình quá nhiều. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi mão, bạn và người ấy cũng có thể xảy ra những sự tranh cãi vì đang có những quan điểm không thống nhất được với nhau và bạn không nên một mực giữ ý kiến của mình mà cần phải mở lòng mình, sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy nói cái đã. May mắn là trong lĩnh vực làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn tuổi mão trong ngày hôm nay lại đang gặp được ngày của thực thần phù trợ cho nên bạn kiếm được nguồn tài lộc dồi dào bạn mạnh có thể tìm được những mối làm ăn có lợi hoặc là thu được lợi nhuận từ những lần đầu tư trước đó với bạn vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đang có sự căng thẳng tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa không nên áp đặt ý chí của mình lên người khác tử vi tuổi kỵ mão thuộc thổ hãy lắng nghe ý kiến của các thành viên trong gia đình tử vi tuổi tân mão thuộc mộc thu được lợi nhuận từ những mối làm ăn trước đó tử vi tuổi quý mão thuộc kim tìm được mối làm ăn có lợi cho mình và đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ Sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phù trợ, tuổi Mạo, tuổi Thìn, tuổi Hợi. từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho nên với bạn tuổi thìn bạn dễ gặp phải trục trặc trong công việc kẻ tiểu nhân có thể ném đá giấu tay khiến cho mọi người nghĩ sai về bạn và với bạn tuổi thìn cần phải hết sức bình tĩnh khi đối diện với mọi chuyện thị phi bủa vây. Với ba tử thìn, bạn trở nên nóng nảy hoặc là nói năng thiếu cẩn trọng, dù là tình huống trước mắt có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, bạn hãy cứ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận rõ trắng điên. Nếu như bạn luôn làm việc quang minh chính đại thì không có gì phải lo lắng cả tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tử thìn bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc với thổ cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại ngoại giao tiếp xúc với mọi người đặc biệt là đối với những người khác giới bạn chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vậy vẫn còn vương vấn những gì đã trải qua về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay gây chuyện thị phi. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc chớ nên nóng nảy nói năng thiếu thận trọng. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ ạ chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài giúp sức cho nên với bạn tuổi tỵ đang có được báo hiệu gặp nhiều may mắn nếu như làm trong các lĩnh vực về đầu tư kinh doanh buôn bán trong ngày hôm nay và bà tuổi ty có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn sự phát triển bền vững trong tương lai cho bạn là rất chi là tin tưởng. Và bạn cũng có thể được hưởng một khoản gia sản của người nhà để lại, đây chính là thời điểm để cho bạn khẳng định mình, làm giàu từ những gì mình đã có, đừng có chi tiêu bừa bãi khiến cho điều kiện tốt đẹp của bạn lại trôi qua một cách đáng tiếc bên cạnh đó vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tị bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bà tuổi tị với mối quan hệ của bạn đang rất chỉ là hòa hợp với nửa kia của mình đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày nhờ thế mà cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa gặp được đối tác đáng tin cậy tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ giữ quan hệ bền vững với những người thân thiết tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc làm giàu dựa trên vốn tài sản của mình tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim nên chú ý hơn trong cách chi tiêu tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy mối quan hệ vợ chồng hài hòa và có được sự thấu hiểu và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này với bạn vốn là người rất giỏi làm ăn nhưng trong ngày hôm nay do chịu tác động tiêu cực của cục diện ngũ hành tư hại cho nên với bản mệnh tử ngọ rất dễ đánh mất đi sự bình tĩnh và bạn sẵn sàng gây gọ với mọi người vì bất cứ nguyên nhân dù là lớn hay là nhỏ điều này khiến cho mọi người cố ý xa lánh bạn và làm cho bầu không khí làm việc càng trở nên căng thẳng hơn với bản mệnh tự ngọ cũng dễ dàng mất kiên nhẫn và quyết định gác lại những công việc khó khăn cần sự tỉ mỉ và khéo léo bạn cần phải tự tạo động lực cho mình bởi nếu như cứ bộ dựa dựa chừng những công việc như vậy thì càng lúc công việc với bạn sẽ càng chồng chất nhiều hơn Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tử ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bạn luôn quan tâm tới những thành viên lớn tuổi trong gia đình của mình. Do đó, dù có bận rộn đến mấy thì bạn cũng sẽ luôn sắp xếp thời gian về nhà thăm nhà hoặc là gọi điện hội tham đấng sinh thành ra mình về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim dễ mất bình tĩnh gây gọ với người khác tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy làm việc trong bầu không khí căng thẳng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc khó khăn Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ dễ bộ dở những công việc giữa chừng Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc quan tâm tới gia đình mình đặc biệt là cha mẹ mình về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 1, số 4, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi, thứ 6, ngày 29 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang có điểm báo quá mức tự tin trong ngày hôm nay do phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tư hại bạn mệnh tuổi mùi kiêu ngạo tự tin cho rằng mình có thể giải quyết được mọi chuyện và không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai trong ngày với bạn tuổi mùi cần phải đặc biệt chú ý tới cách ăn nói của mình tránh làm mất lòng người đối diện nhất là đối với những ai đang có thiện ý với mình. Khi muốn góp ý cho ai thì với bạn tuổi mùi nên dùng những từ ngữ uyển chuyển tránh để cho người nghe bị tổn thương. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi mùi là bạn không nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc những suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều nếu như thay đổi góc nhìn. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim quá mức tự tin cho rằng mình có thể làm được mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa chú ý cách ăn nói tránh làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ không nên cố chấp với những quan điểm của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc. Về đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi hợi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho nên với bạn tuổi thân những bạn đang còn độc thân rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay và bạn mệnh đang có cách nói chuyện hài hước cho nên dễ nhận được sự chú ý của những người khác giới và đây là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao với mình Ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì cũng được tận hưởng bầu không khí hòa hợp giữa các thành viên trong nhà. Mọi người trong nhà luôn tâm sự với nhau mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống, sau đó cùng tìm cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân, lại đang gặp được ngày của chính ấn chứa mệnh, báo hiệu cho bạn đang có được nhiều tin vui trong sự nghiệp bạn khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong công việc nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp đây là lúc mà bạn nên tự tin và đặt ra cho mình những đích đến cao xa hơn nữa chắc chắn tương lai sẽ rất chi là tốt đẹp cho bạn về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy nhân duyên nở rộ nhiều người yêu mến tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa dễ gây được ấn tượng tốt đẹp cho mọi người tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ quan tâm tới các thành viên trong gia đình tử vi tuổi canh thân thuộc mộc khẳng được khẳng định được vị trí và vai trò của mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim đặt ra cho bản thân những đích đến cao xa hơn về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi dậu thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu xịu phù trợ cho nên với bà tuổi dậu với những kinh nghiệm phong phú của mình dễ khiến cho mọi người thán phục và tin tưởng bạn với bạn tuổi dậu có thể dẫn dắt mọi người đi tới thành công nhờ vào tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của mình. Có điều với bạn tuổi dậu cũng cần phải chú ý đến tính cách nông nội của mình và trước khi giải quyết việc gì bạn nên suy nghĩ cho kỹ càng không nên mù quáng lựa chọn những việc nằm ngoài khả năng của mình bên cạnh đó vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy với bạn tuổi dậu đang có được mối nhân duyên tốt đẹp bạn và người ấy càng ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn nếu như quản chưa kết hôn hai bạn đã có thể bắt tay nhau bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người nữa. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy nhận được sự khâm phục và tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc họ có tầm nhìn xa trông rộng, dẫn dắt mọi người đi tới thành công. Tử vi tuổi kỵ dậu thuộc thổ không nên mù quáng, vội vàng đưa ra quyết định. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp tử vi tuổi quý dậu thuộc kim suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định với mình về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 5 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu trắng quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi thân tuổi tuất từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cho nên với bạn tuổi tuất bạn đang có điểm báo nối năng quá mức thẳng thắn trong ngày hôm nay chính vì vậy mà cho dù mục đích của bạn là tốt đi chăng nữa thì vẫn phải nhận nhiều phản ứng trái chiều và bạn cần phải chú ý hơn tới cách diễn đạt của bản thân mình. Trong công việc, nếu như bạn tuổi tốt gặp phải trở ngại, bạn cũng không nên đầu hàng ngay lập tức nếu nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của mình. Đừng có ngần ngại xin sự giúp đỡ của đồng nghiệp hoặc là những người có kinh nghiệm xung quanh mình bởi hành động đó không hề thể hiện bạn là người kiếm cõi. Ngày này với bạn tuổi tuất, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Hai hướng này sẽ giúp cho bạn có được nhiều sự may mắn, công việc tiến triển một cách thuận lợi, trơn tru hơn. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa quá mức thẳng thắn dễ tổn thương cho người khác. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ chú ý ăn nói nếu không muốn nhận sự phản đối của mọi người. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim không nên đầu hàng khi mới gặp khó khăn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cho nên với bà tuổi hợi, có được sự nhiệt tình và thẳng thắn, nhưng lại dễ hành động thiếu lý trí, thậm chí là manh động nữa. Điều này khiến cho bà tuổi hợi dễ vướng vào những rắc rối và cần tới sự giúp đỡ của người khác nếu như muốn khắc phục những khó khăn đó. Trong công việc, với bà tuổi hợi, cần phải giữ vững lập trường của mình, không nên nghe theo những lời xui bẫy của những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình tham lam thường không đem lại kết cục tốt đẹp cho mọi người vì vậy với bà túi hợi hãy học cách hài lòng với những gì mình đang có ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thổ khác với thủy cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn tình cảm của bạn và nửa kia không được yên bình có thể tất cả những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi bạn cần phải trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất cứ phán xét gì và tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa dễ dàng hành động thiếu lý trí manh động tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ cần nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người khi gặp rắc rối tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc không nên tham lam chạy theo tiếng gọi của đồng tiền tử vi tuổi tân hợi thuộc kim giữ vững lập trường cho bản thân không nên nghe theo những lời suối bẫy tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cá tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi xỉu tuổi dần cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.